trời cao đêm nay, màn tình tố lấp lánh, chưa dám cho đôi mình nguyện thề bên nhau mãi không xa lìa. Rồi ngày tháng trôi qua và anh cũng nhận ra em đã thấy quá nhiều, từ bỏ mẹ cha, quên đi ơn sinh thành. Anh tin rằng một ngày em sẽ hiểu những trái tim hy sinh rất nhiều. Mong hàng ngày nhìn em hạnh phúc, họ quên đi cả những nỗi niềm riêng. Người yêu ơi, xin em nhớ cho, chỉ mẹ cha mới yêu con hết mình. Hãy ngồi lại sẽ chia với nhau niềm hạnh phúc. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bạn gái của tôi. Hôm nay nhân sinh dịp sinh nhật của em, anh xin tặng em một bài hát. Bạn gái của anh dễ thương ghê ha. Là Quỳnh hả? Sinh nhật của bà, người đi bà phải đánh hai tôi là người khác hả? Tôi không hiểu đâu. Hôm nào gặp bà, tôi sẽ nói cho bà nghe. Không hôm nào hết á, tôi muốn nghe bây giờ. Còn không á, tôi gọi anh hai tới. Bà có gọi, anh cũng không nghe máy đâu. Anh hai, anh nghe máy của em. Tôi đã nói rồi mà. Để hôm nào gặp bà, tôi kể cho bà nghe nha. Bây giờ tôi có chuyện rồi, tôi đi đây. Quên, quên. Anh hai, gì? Sao em gọi anh quên mất máy? Anh để chế độ rung, chứ không ai làm phiền hết. Tìm anh có gì không? Anh hai có nhớ hôm nay sinh nhật của Quỳnh không? Anh nhớ, nhưng mà Quỳnh không nói gì hết. Em làm gì như cháy nhà cháy cửa vậy? Vậy anh hai có biết là trong ngày sinh nhật của Quỳnh, Quỳnh đi với một chàng trai khác không? Có gì đâu, làm gì dữ vậy? Anh hai chuyện gì kỳ vậy? Đó là quyền của Quỳnh mà. Quỳnh muốn đi với ai thì Quỳnh đi. Chứ lại anh với Quỳnh chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Anh nói gì mà anh nghe được hả? Hai bên gia đình đã hứa hôn với nhau rồi mà anh còn nói chuyện kiểu này nữa. Chứ giờ muốn anh sao? Anh thiệt tình luôn á. Thì em nghĩ là bây giờ anh gọi điện thoại trực tiếp cho Quỳnh đi, hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Anh nghĩ là không cần thiết. Anh không gọi chứ gì. Vậy được rồi, em sẽ gặp trực tiếp Quỳnh để làm rõ mọi chuyện. Cô, ở đây cô có nhận người làm không cô? Có. Cô nhận tôi làm nha. Chú làm được gì? Tôi khiêng giác như mấy cậu này nè. Nhìn người chú gầy gò ốm yếu, lỡ khiêng cục xương sống mất, rồi có chuyện gì lỡ ảnh hưởng cửa hàng nữa. Thôi chú đi đứa khác kiếm đi. Dạ, vậy thôi, chào cô. À. Tại sao bà làm vậy hả Quỳnh? Tại sao trong ngày sinh nhật của bà không đi với anh hai tôi mà lại đi với người khác? Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi hỏi thật bà, nhà bà sắp phá sản thì nó thành. Đúng, vậy thì sao?
vì lý do đó đó. Nên ba mẹ tôi không có cho quen anh Khải nữa. Vậy rốt cuộc tất cả này vì tiền hả Quỳnh? Không phải, bà biết tôi mà Khanh. Tôi thật lòng rất là yêu anh Khải. Bà yêu với hai tôi, vậy tại sao bà không dám đứng hình đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình? Bà sao? Bà nói đi. Nhỏ đến lớn, tôi chỉ nghe lời ba mẹ tôi thôi. Bà đừng có đổ thừa gia đình. Tôi nghĩ á, tất cả là do bà. Miệng á, thì lúc nào cũng nói yêu anh hai tôi, nhưng bên trong bà lại nghĩ khác. Không có đâu Khanh. Đó là những người theo đuổi tôi không hề có tình cảm gì với người ta hết á. Quỳnh à, đừng có biện hộ nữa. Nếu như người ta theo đuổi bà có thể từ chối mà. Hay gặp một ngày khác, ta sẽ được gặp nhau trong ngày sinh nhật của Quỳnh. Rồi cùng lên hát tặng cho nhau nữa. Tôi không muốn nghe bà giải thích nữa. Tôi đi về. Khanh! Khanh! Công việc cực lắm à. Mà chú có làm nổi không? Dạ nổi bà chủ. Cái gì tôi cũng làm được hết. À, nhưng mà lương thấp lắm à. Dạ không sao, được bà chủ nhận là tôi vui lắm rồi. Lương không cao cũng được mà. Thôi được, tôi nhận chú. Dạ. Nhưng mà đầu tiên là rửa chén ha. Dạ được, cảm ơn bà chủ. Vậy thì chú ra làm sao? Dạ. Chú nói danh sáo á, anh chỉ cho chú ha. Dạ, cảm ơn bà chủ. Dạ cảm ơn. Em xin lỗi. Thật ra em không có muốn như vậy đâu. Đâu có gì đâu. Anh hiểu mà. Anh đâu trách em đâu. Chỉ tại gia đình em. Em yêu anh lắm. Quỳnh, chúng ta không thành đôi thì sẽ luôn là bạn tốt với nhau mà. Nếu không có được một người tốt hơn anh, quan tâm, chăm sóc và chu đáo hơn anh thì anh còn mừng nữa. Anh à, anh đừng có nói như vậy. Anh hiểu làm yêu anh gì như thế nào mà, đúng không? Chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau mà, đúng không? Cho em ôm anh một lần cuối được không? Tất nhiên, được chứ. Ba ơi, ba ăn đi ba, món này ngon lắm á ba. Để con gấp cho ba. Ba đi ăn với con gái, ba thấy món nào cũng ngon. Dạ, vậy ngày nào ba con mình cũng đi ăn ở đây nha ba. Chị bận lắm, chị phải về đi làm, chị không có thời gian đâu. Chị hai, chị làm như vậy mà có được sao? Ba đã tự tay nấu những món mà chị thích. Ba ngồi ở đây đợi chị về, ba mong sao gia đình mình sẽ có một bữa cơm thật là vui vẻ và đầm ấm. Chả lẽ một cái chuyện đơn giản như vậy mà chị làm không được hả chị hai? Kìa Sơn, thôi đi con. Thôi là thôi sao hả ba? Chị hai, chị có tự cảm thấy là mình đang bất hiếu với ba lắm không? Em nói đủ chưa? Em nói chị bất hiếu, vậy còn em thì sao? Em bao che cho một kẻ trộm cắp, buôn lậu, giết vợ của mình. Vậy thì em có cảm thấy bất hiếu với má không hả? Chị hai à, chả lẽ những lời em nói mà chị không hiểu sao chị hai? Ba được thả ra rồi đó. Ba đang đứng trước mặt của chị kìa. Ba không có giết má. Tất cả chỉ là một vụ tai nạn thôi, chị hiểu không? Chị vô đây chào ba, nhanh lên. Chị vô đây. Chị không cần biết là chuyện gì đã xảy ra trong vụ án này. Chị biết là sự thật rành rành ra đó, tất cả mọi người đều đã chứng kiến. Chính ông ta đã gây ra chuyện này, thì bây giờ tự ông ta phải gánh lấy hậu quả. Chị hai. Ba ơi. Ông Tân. Dạ. Ông làm gì đứng như trời chồng vậy? Dạ, xin lỗi bà chủ. Trời ơi, ông mà làm biến á, tôi kiếm người khác còn thế không? Tôi đuổi ông á. Dạ, không có đâu bà chủ, tôi xin lỗi bà chủ. Tôi không dám gì nữa. Dạ. Dạ xin quý khách cái tự nhiên ạ. Ba ăn đi ba. Anh đi con.
anh Long, ông gặp con gì? Tới tầng đây tìm tôi vậy? Tôi muốn nhờ cô một việc. Coi như cô cảm ơn tôi đã giúp cô. Chuyện gì? Đi đi biết. Bây giờ các con được nhận sữa uống rồi ha. Chơi trò chơi cũng chơi rồi. Bây giờ các con lên lớp kêu tất cả các bạn khác chúng ta nhận thêm sữa nha. Bởi vì chúng ta còn rất là nhiều sữa. Đồng ý không? Dạ. Nha. Giờ các con lên lớp chúng ta cứ đi. Đi. Mới Minh. Một cái điểm nè. Thấy hôm nay con có ngoan không? Dạ ngoan chứ. Lúc nào con cũng ngoan mà. Ba nói con ngoan nghe lời mẹ thì ba sẽ thương nhiều. Cho nên con đâu có dám lì đâu. Đúng rồi đó. Ngoan thì mới là con của ba Khải đúng không? Con cảm ơn mẹ đã cho con sữa. Sữa ngon quá à. Rồi, thôi, con vô chơi với mấy bạn đi nha. Dạ. Chuyện đi Mỹ anh tính sao rồi? Chắc là tôi không đi nữa. Anh chị gia đình đúng không? Đúng rồi. Gia đình bây giờ đang gặp khó khăn, cho nên đừng mang đi được. Vậy cậu Quỳnh thì sao? Chẳng phải anh đang chuẩn bị để kết hôn với Quỳnh? Tôi và Quỳnh hả? Anh phải có chuyện đó. Tôi đâu có yêu Quỳnh đâu. Giữa tôi và Quỳnh là vì sự sắp đặt của hai gia đình. Vậy rồi anh tính sao? Tôi chỉ yêu và cưới người nào hiểu tôi và chia sẻ. Mời mình về đi, tôi còn phải chuẩn bị bài để dạy cho Khôi nữa. Tôi chưa nói hết mà. Trả ơn cho anh đơn giản như vậy sao? Thì ra đây tâm sự với tôi là trả ơn cho tôi rồi đó. Cô chú ơi, cô chú mua giúp con cặp móc khóa này nha. Cặp móc khóa này lúc nào cũng tượng trưng cho hai cô chú giống như có cặp có đôi vậy đó. Con, cô với chú đâu có phải cặp đôi gì đâu. Bán cho chú đi. Dạ. Tiền dư con cứ giữ nha. Dạ. Chú đã thừa nhận vậy rồi mà cô còn ngại gì nữa. Thôi con chúc hai cô chú luôn luôn hạnh phúc nha. Con chào hai cô chú con đi. Cảm ơn con. Dạ. Tặng cô nè. Tôi. Ừ. Lý do gì? Coi như là món quà sắp chia tay. Nói vậy là sao? Đi đời đang thuê gia sư mới rồi hả? Hay là tôi làm cái gì sai mà gia đình anh không muốn như vậy nữa? Gia đình tôi sắp phá sản, chắc là không còn đủ tiền thuê cô làm gia sư nữa đâu. Đó sao? Thật sự á, ban đầu tôi dạy cho Khôi đúng thật là mục đích tôi muốn kiếm tiền. Nhưng mà bây giờ tôi dạy Khôi vì một lý do khác. Lý do gì? Đừng nói nhẹ tôi nha. Anh nghĩ cái gì vậy? Lý do của tôi là tôi mến em Khôi, tôi muốn dạy cho em ấy thiệt tốt thôi. Cô cũng lạ rồi. Người ta mà nghe lương thấp á mà quay đầu chạy đi liền, còn cô á thì gật đầu tình nguyện. Anh đừng có nghĩ tôi á lúc nào cũng nhiều tiền hết được không? Tôi sẽ dạy cho em Khôi cho tới khi nào mà gia đình anh không cần tôi nữa thì thôi. Gì vậy? Gì nhìn tôi dữ vậy?
Tôi biết là mấy hôm nay tâm trạng không được tốt. Ở nhà lúc nào anh cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ để cho mọi người bớt lo lắng đúng không? Cô hiểu tôi vậy sao? Hiểu gì đâu, thì chứ nó đã gì thôi. À, bữa nào tôi sẽ dẫn anh đến một nơi này, bảo đảm anh sẽ thích. Nơi nào? Ở đâu? Cứ đi đi rồi biết. Cô đưa tôi đi hả? Cô lái xe? Có tài xế luôn? Có chứ. Cô có tài xế? Có. Anh đó. Trời. Mình bỏ rơi cô như vậy. Ông à, gia đình nhà mình sắp phá sản, sao ông không nói cho tôi biết vậy? Tôi mệt rồi quá, để tôi tính. Tính gì mà tính, riết ông coi tôi không ra cái gì hết à. Tôi đã nói rồi, để tôi tính. Đàn bà biết cái gì mà nói. Ông thôi nghe, vừa phải nghe. Chọc cho tôi tức chết ông mới vừa lòng vừa dạ hả? Trời ơi, công việc đi làm đã nhức đầu rồi, về nhà nghe bà cứ càm ràm, làm sao tôi chịu nổi? Chịu không nổi cái gì? Được rồi, nếu ông chịu không nổi á, tôi bỏ nhà ra đi cho ông vừa lòng vừa dạ. Bà bỏ nhà đi hả? Đi đi. Ông. Ông nói đi, chuyện phá sản là như thế nào vậy? Bà quan tâm chuyện đó làm gì? Tôi không quan tâm sao được. Ông cũng biết tôi lo lắng hay chuyện gì mà. Cái chuyện đó đó, để tôi tính. Bà lo làm tròn bổn phận của mình. Tôi không quan tâm tới gia sản nhà ông, mà tôi lo cho thằng Khôi đó. Rồi tương lai nó sẽ đi về đâu chứ? Bà ăn nói cẩn thận á. Bà nói rồi, rủi ai nghe được thì sao? Cho dù có chuyện gì thì bà cũng không được để lộ cảm xúc của mình chứ. Tôi biết rồi. Ba. Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Có chuyện gì vậy? Ba, con nghĩ là chắc sẽ con không đi Mỹ nữa. Gia đình của mình đang gặp khó khăn như vậy, con cũng không nỡ đi Mỹ. Khải à, cái chuyện này á, con phải suy nghĩ thật kỹ nghe. Dạ, thật kỹ rồi ba. Còn cái chuyện con với Quỳnh á, con tính sao rồi? Tính đi, nếu không là không kịp đó. Ba, con xin ba mà, con không cưới Quỳnh đâu. Tự nhiên vì công ty khó khăn bà bắt con cưới Quỳnh. Làm như vậy á thì tội nghiệp cho Quỳnh quá. Nhưng mà cái này là nó thương con mà. Nếu được cưới như vậy á thì quá tốt rồi, làm sao lại không hạnh phúc chứ. Ba, nhưng mà con không có yêu Quỳnh. Chuyện công ty gặp khó khăn thì con sẽ giúp ba, giúp công ty để giải quyết. Còn bây giờ ép cưới như vậy á thì làm cho cả hai đều không hạnh phúc hết. Khải à, ba không hiểu là con đang nghĩ gì nữa. Thôi, ba mệt quá rồi, ba đi ngủ đi. Phát chết tiệt, lúc
nào cũng coi thường tôi, kỳ này tôi bỏ đi luôn nha. Thử coi không có tôi ở nhà, ông lấy ai mà ông la ông chửi. Sao ai giống bác gái vậy? Mà sao giờ này bác gái lại ra đường chứ? Cô có sao không vậy hả? Có sao không vậy? Dạ, con không sao. Trời ơi, vậy mà nó không sao? Thiệt tình à, cái thằng đi thì sao mà kẻ bác mạng vậy à? Không có cô giáo hả? Thì các nó đụng tôi chết rồi. Cảm ơn cô nhiều nha. Bác không sao hả? Trời ơi, lo cho cô kìa chứ cô không có sao hết á. Nhưng mà sao giờ này bác lại ra đường vậy? Tôi nghĩ ai ra đường giờ này á thì tôi phải có lý do. Cô giáo cũng vậy phải không? Dạ, về nhà nha bác. Tôi thôi được rồi, vì cô giáo á, tôi về nhà để tôi đỡ cô đi nha. Đi được không vậy? Ở cẩn thận nha. Đau lắm hả? Cẩn thận á. Mẹ. À. Ủa, mẹ cô giáo sao đi chung với nhau vậy? Chỉ cách tình cờ thôi. Ủa, chuyện gì vậy? Cái chân bị gì vậy? Chỉ là tai nạn, nhưng mà cũng may là không sao rồi. Có chuyện gì vậy mẹ? Nói chung á là vụ tai nạn của mẹ, mà cũng nhờ có cô giáo lao ra cứu mẹ đó. Chứ không thôi thằng trời đánh nó tông mẹ một cái là mẹ tiêu rồi con. Cô giáo à, thôi bây giờ cô đi lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi tôi kêu bác sĩ tới khám cho cô nha. Cảm ơn bác. Tôi đi giúp cô cho. Không, tôi tự đi được. Rồi, chân cô đi cờ nhắc vậy mà ráng đi á, mày mất mọi chỗ luôn á. Đi lên. Thôi cô giáo, để Khải đưa cô giáo lên phòng đi cô. Đi. Cẩn thận đó con. Cẩn thận nha. Phòng tôi làm gì vậy? Hả? Chứ cô nghĩ tôi vô làm gì? Thì anh điều tra về vụ tai nạn của mẹ anh. Đó, thấy không? Đi không được rồi. Bà kia ngồi đi nè. Cô á, có thể nghĩ được tốt hơn xíu được không hả? Đưa chân đây. Trời ơi, bầm tím sưng hết trơn rồi nè. Xin lỗi nha. Sao anh tốt với tôi quá vậy? Muốn cảm ơn cô, coi như là cô đã cứu mẹ tôi thôi. Vậy sao? Chứ cô muốn sao? Mà nghĩ lại á, cô cũng gan thiệt á. Lỡ có chuyện gì á, không biết tôi làm sao luôn đó. Sao là sao? Thì không biết làm sao ăn nói với gia đình của cô. Chị Thủy ơi, em Khanh nè chị. Chết rồi. Sao tự nhiên giờ này Khanh tìm tôi chi vậy trời? Cô làm gì quýnh quán dữ vậy?
sao mà không quýnh được. Anh làm ơn trốn giùm tôi đi, chứ Khanh nó vô mà thấy anh ở trong phòng tôi em mới nghĩ cái gì. Anh trốn vô trong tủ nè. Cái gì mà trốn trong tủ, cái gì? Thôi không được. Hay anh vô toilet, vô toilet giùm tôi đi. Chị, như anh về tôi. Hả? Anh trốn giùm tôi đi, tôi cảm ơn. Đợi chị chút. Sao lâu vậy chị? Đợi chị chút. Chị, em nghe nói á là chị tại cứu mẹ em nên bị thương, em qua kiểm tra cho chị. Không sao, chân chị chỉ bị xây xát nhẹ thôi à, không sao đâu em. Chị đừng có ngại, để em kiểm tra cho. Ngồi lên rồi từ thôi chị, từ thôi. Chị để chân lên đi. Ủa, chị có thai vào sau bếp rồi hả? Chết rồi. Chị ơi, chị cho em mượn toilet chút xíu nha chị. Sao vậy chị? Em rửa tay em ra liền à? Khanh ơi. Thôi xong rồi. Anh hai. Ống nước bị hở keo thôi. Tôi giúp qua lần này thôi nha, lần sau tôi sẽ kêu thợ xuống sửa giùm. Anh hai biết sửa ống nước hả? Đúng rồi em. Cái phòng chị không biết sao nước nó cứ chảy ra sàn hoài à, chị nhờ anh vô coi giùm. Đúng rồi, ống nước bị hở chút xíu thôi à. Vậy bây giờ dùng được chưa em vô nha. Được rồi. Dạ. Chị Thủy. Ủa chị, anh hai em sửa ống nước mà không có đem đồ nghề gì hết trơn á, không lẽ anh sửa tay không? Cái ống nước nó bị xúc cái ron nên là chị nhờ anh dặn lại giùm. Xong rồi. Chị đau cái chân quá, chắc chị phải nằm chút xíu. Dạ. Thôi chứ em cũng về nghỉ đi bé Khanh ha. Dạ. Em để cho dầu ở đó nha. Lát chị nhớ chút sức nha. Rồi chị biết rồi, thì cảm ơn nha. Chị ngủ ngon nha. Em ngủ ngon. Đúng là sao chổi mà. Có đau lắm không cô Thủy? Dạ con không sao. Ráng chút nha. Dạ. Chân của cô đã bớt sưng rồi. Cô nên tập đi lại và bỏ dần cái nạn đi, chứ để lâu là chân cô bị tật luôn đó. Dạ. Thiệt là khổ đó. Cứ nghĩ là bị trật nhẹ sơ sơ thôi, ai ngờ phải chống nạn mấy ngày nay. Khổ thân cô Thủy quá. Đó là do cô cố gắng đi lại lúc mới bị chấn thương á, nên nó bị nặng thêm. Bây giờ thì ổn rồi, nên bỏ nạn và tập đi lại bình thường thôi. Dạ. Dạ cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Thôi chào hai người, tôi về. Dạ chào bác sĩ. Dạ chào bác sĩ. Cô Thủy à, ráng đi nghe cô. Thiệt tình á, thấy cô bị như vậy á tôi áy náy quá. Dạ không có sao đâu bác. Chân con bữa nay cũng đỡ nhiều rồi. Ôi trời ơi, nè. Chân khưa chưa khỏi hẳn mà làm gì vậy? Dạ con đi lấy nước uống rồi. Thôi được rồi, ngồi đi, để tôi lấy nước cho nha. Để con ngồi đi, để đó. Cậu Khôi à, để tôi giúp cho. Cậu ra bàn ngồi đi. Mì chín rồi tôi đem qua cho. Tôi không cần bà đâu, bà tránh ra đi. Cậu Khôi à, lúc trước cậu đâu có đối xử với tôi như vậy. Nhưng mà sau lúc này
cậu lại khó chịu vậy cậu Khôi? Không cần bà chăm sóc, và bà cũng không cần phải biết nguyên nhân tại sao. Có phải là cậu đã... Khôi à, em làm gì vậy? Sao giờ này khó chịu quá vậy? Dì Linh là người lớn, xin lỗi dì Linh đi. Anh Hai biết gì mà nói chứ. Khôi, Khôi. Cậu à, không sao đâu, bỏ qua đi. Dạ. Thôi vậy nên phải làm việc đi. Để tôi giúp cô nha. Im lặng là đồng ý đúng không? Người ngõm hoa đâu tôi đỏ rồi. Mà bữa nay không có đi cho nên cái chân nó hơi tê chút rồi. Vậy tôi giúp cô sẽ mau khỏi hơn rồi đó. Quay gì chứ? Nhìn mặt biết chưa ăn. Để tôi nói gì Linh. Nói gì của anh nha. Thôi, mất công gì lắm. Sao? Mất công gì đâu. Sao bà khóc hoài vậy? Bà khóc như vậy á, người ta nghi ngờ đó. Nín đi. Bọn Khôi nó làm bà khó chịu hả? Thằng Khôi á, cháu nó nghĩ tôi là người làm thôi. Chứ nó biết tôi là mẹ nó thì nó sẽ không đối xử như vậy đâu. Thôi bà nín đi. Thủy à, cô lên phòng trước đi. Thức ăn á, tôi mang lên sau cho. Tôi có chuyện riêng nói với Khôi. À, đây, đây, cẩn thận. Khôi. Ông à, thôi lên phòng nghỉ đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Không phải là cô Thủy á, mà là bà Chi thì sao chứ? Thôi được rồi, để tôi nói với thằng Khôi á, nó không hổn với bà nữa, nghe không? Giờ thì anh biết hết rồi đúng không? Anh Hai à, em không phải là con ruột của mẹ Chi. Em là con của ba và bà ta. Em phải làm sao đây? Khôi, anh xin lỗi vì thời gian vừa qua không quan tâm em, cho nên là không biết em xảy ra chuyện gì. Anh xin lỗi em thì có ích gì chứ? Từ lâu anh Hai đã biết chuyện em không phải là con ruột trong gia đình này. Sao anh lại không nói cho em biết? Hả? Khôi, anh biết là em sẽ rất là sốc khi biết được sự thật. Nhưng vấn đề là con ruột hay là con nuôi không còn quan trọng và cũng không cần thiết nữa. Bởi vì ngay cả anh, Khanh và cả ba mẹ, mọi người đều thương yêu em cả. Không ai muốn nói ra bởi vì sợ làm tổn thương em. Anh thương em, em biết chứ. Nhưng em là con của bà ta, em phải làm sao đây? Anh hiểu, anh hiểu. Thực ra thì anh cũng mới biết chuyện này. Anh cũng sốc. Em hỏi anh, bây giờ phải làm sao?
Khôi à, bây giờ phải bình tĩnh. Gia đình của mình đang gặp khó khăn trong chuyện làm ăn. Anh biết là ba cũng đang rất là đau buồn. Bây giờ em có khơi chuyện này lên thì cũng không giải quyết được gì hết. Bây giờ mọi chuyện cứ để anh Hai giải quyết, được không? Em sẽ cố gắng. Em phải cố gắng. Và điều đặc biệt nữa là có bất cứ chuyện gì thì cứ nói chuyện với anh, không được chút lên dì Linh. Thật ra dì Linh là người rất là đáng thương. Em cứ nghĩ đi, một người làm mẹ mà không được nhận con của mình thì có đau lòng lắm. Cảm ơn Hải đã nói cho em hiểu. Chứ làm sao em có thể đối xử bình thường được hả? Nghe nói nè, chính vì vậy anh mới đứng đây khuyên em. Em có hiểu không? Bây giờ cho dù có bất cứ chuyện gì, anh Hai cũng bên cạnh em nha. Cảm ơn Hải. Cố gắng lên. À, chị có công chuyện gì mà đột xuất quá vậy? Mà sao cháu Quỳnh đâu không thấy đi cùng với chị? Dạ cháu đi công chuyện đi anh. Hôm nay tôi tới tận đây á cũng để muốn nói với anh một vài chuyện. Chuyện gì chị cứ việc nói thẳng ra đi. Chuyện của cháu Quỳnh và cháu Khải á, ông nhà tôi cũng đã tìm một mối cho cháu rồi ạ, là con của một đối tác làm ăn, thế nên anh cũng thông cảm giùm ạ. Tôi thực sự bất ngờ vì lý do của chị. Tôi rất tiếc. Tôi nghe tin là công ty anh cũng đang làm ăn khó khăn phải không ạ? À, thì ra là chuyện này. Tôi cũng rất lo cho gia đình nhà anh, nhưng không giúp gì được cho anh. Mong anh thông cảm ạ. À, dù sao thì cũng cảm ơn chị đã quan tâm đến gia đình tôi. Nhưng mà chuyện gia đình tôi thì tôi tự giải quyết được. Tôi đến đây cũng chỉ trao đổi với anh như vậy thôi. Vậy tôi xin phép anh tôi về. À, dù sao thì cũng cảm ơn chị. Dạ, chào anh ạ. Thôi bây giờ mình chụp hình nha. Dạ. Rồi, đi, em qua đây. Rồi, cái con thứ hai vô nè. Hai. Rồi, con hai. Rồi, đến đây nha. Chào mẹ. Rồi, coi nè, coi nè. Đây, nhìn cái đây. Rồi lên nha. Một, hai, ba. Đẹp lắm nha. Một, hai, ba. Rồi, đẹp lắm. Rồi, chân mình nha, đi đây con. Rồi, chuẩn bị nha, 1, 2, 3, rồi đẹp lắm. Lo nha, bây giờ á, các con đi chơi nha. Nhưng mà không được đi xa, không được bị gần ngồn nữa chưa. Dạ. Rồi, bây giờ qua bên kia lấy sữa nha. Con sữa, cháu phải làm cho cô. Em qua bên đây. Rồi. Em cảm ơn anh ta. Rồi. Sở thích của anh là chụp lén người khác hả? Nhưng mà bây giờ chụp lén á, chắc chắn là chụp mà đâu sẽ không được chụp mấy ảnh. Mà cũng sẽ không làm cho cả hai người biết xong rồi, đúng không? Anh nhớ hả? Thôi sao không nhớ. Nhớ nhất là cái cú đập của anh. Chứ cô sao rồi? Đã rồi, nên tôi mới đi được vậy nè. Cảm ơn nha. Không có gì. Anh đẹp lắm. Mẹ Thủy ơi, mẹ chơi mẹ bắt chuyện với tụi con đi. Chơi nữa hả? Dạ. Thôi được rồi, bây giờ mấy con vô đây. Bây giờ mẹ sẽ chạy, mẹ mới nói được nha. Dạ. Rồi nha. 1, 2, 3. Thủy, mẹ đã thở ra rồi kìa. Thủy, có sao không? Đứng
đứng lên. Con có bị sao không vậy Thủy? Dạ con không sao thôi. À các bé ơi, cô Thủy bị thương rồi, bây giờ các con về lều nghỉ ngơi nha. À, ba Sơ đưa các bé về lều nghỉ ngơi chút nha. Con Thủy nha. Dạ dạ vâng. Đi, tụi con đi về. Về lều nha. Sao? Cô bị thương chỗ nào? Tôi không sao, tôi đi được. Đi được không? Sao đâu, bị chỗ nào đâu? Tôi nói tôi không sao mà. Không được đâu. Cô mà đi kiểu này á, cái gai nằm bên trong á, phải phẫu thuật luôn đó. Nhưng mà tôi... Vậy là tôi cổng cho. Cái gì mà nặng dữ vậy? Anh bỏ đi xuống đi. Thôi, giúp người thì giúp cho chót. Nghĩ đừng có than. Tôi lèm bèm vậy á, để cho cô hết đau. Khôi, con nói cho ba biết đi, tại sao cô lại có thái độ cư xử không lễ phép với gì lên vậy? Hả? Con làm gì mà ba nói con không lễ phép? Tại sao dì Linh á đem đoạn cho con, hay là làm công việc gì đó cho con? Con không chịu thôi. Tại sao con lại có thái độ cáu gắt với dì Linh? Bởi vì con không thích dì ta giúp con làm gì hết. Con không thích thì con cũng phải cư xử làm sao cho đúng lễ giáo chứ. Con đáng tuổi con của dì Linh thôi. Nếu mà con cư xử vậy đó, ở ngoài người ta nhìn vô, người ta đánh giá gia đình của mình như thế nào? Cho dù dì Linh á là người làm con, nhưng cũng phải biết tôn trọng dì Linh chứ. Là muốn tôn trọng như thế nào? Ba nhớ hồi dì Linh mới về á, con rất thích dì Linh. Nhưng tại sao bây giờ con lại như vậy? Bởi vì con không thích bà ta. Ba nghe rõ chưa? Ba cấm con không được gọi dì Linh như vậy. Dù sao dì Linh cũng là... Là gì? Tại sao không nói tiếp? Dì Linh là gì? Là người quen của bạn ba, cho nên con không được cư xử như vậy. Tại sao bữa nay ba quan tâm chuyện con với dì Linh quá vậy? Thì tại vì ba nghe mẹ con nói với ba như vậy, cho nên ba không biết tại sao con lại cư xử với dì Linh như vậy. Mẹ con nói với ba? Có chắc là mẹ con nói với ba không? Hay là dì Linh mét với ba? Con không cần biết ai nói với ba. Con cần biết là ba cấm con từ nay trở đi không có hành động hỗn hào với dì Linh nữa. Thì ba lo cho dì Linh quá. Ba lo cho dì Linh còn nhiều hơn cho mẹ nữa. Ở nhà này á, ba là người lớn nhất. Ba nói thì tất cả mọi người phải nghe. Nếu ai không nghe, ba đuổi ra khỏi nhà. Và con cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Rõ chưa? Ba độc tài. Rồi xong rồi. Anh làm cái gì đây vậy? Tôi xin lỗi, tại tôi muốn giúp cô thôi. Anh đi ra ngoài cho tôi đi. Ba đừng mang gia cảnh của Thủy vô nói chuyện được không? Đâu ai muốn mình mồ côi đâu. Đâu ai muốn mình không cha không mẹ đâu. Quan trọng là tính cách thế nào rồi ba. Nè Khải. Ba nói cấm là cấm. Anh cô đập cha tình cảm của gia đình. Và đã đi ra em phải đứng xuống. Cô, không ngờ lại gặp cô ở đây. Được anh Khải dẫn đi mua sắm hả? Mình cũng đi mua sắm hả? Cô không biết đó là nhà anh Khải sắp phá sản hay sao mà còn bắt anh dẫn đi mua sắm hàng hiệu rồi. Không biết lo nghĩ với người khác là bản tính của cô sao? Dì, em nhớ anh. Em muốn gặp anh. Em yêu anh mà. Quỳnh, em làm cái gì vậy Quỳnh? Thủy.